Xin chào tất cả các bạn thân mến, hôm nay mình sẽ chia sẻ với các bạn về một cái chủ đề, đấy chính là đừng chờ tin nhắn của anh ấy nữa, mà thay vào đấy hãy làm cái điều này để giá trị và để hạnh phúc. Mình biết rằng trong tình yêu có rất là nhiều bạn gặp phải một cái vấn đề, đấy chính là sau khi yêu nhau được một thời gian ấy, hoặc là mới quen nhau á, mình rất thích cái người này, mình rất yêu cái người này, nhưng mà khi mình nhắn tin họ thậm chí không trả lời, hoặc trả lời rất là chậm, nó khiến cho bạn rất là khó chịu. Mà nhiều khi mình góp ý, mình nói vài lần nữa, có lúc thì họ nghe, có lúc thì họ không nghe, thậm chí họ còn bực mình lại với các bạn. Vậy thì video này dành cho những bạn đang rơi vào những cái hoàn cảnh như thế, cứ phải chờ đợi tin nhắn từ đối phương. Mệt mỏi với việc chờ đợi, cảm giác khó chịu với sự chờ đợi, muốn được cái người đối phương sẽ săn đón mình, dành nhiều tình cảm cho mình, có nhiều cảm xúc dành cho mình, muốn vì các bạn mà làm những cái điều mà có thể trước đây họ chưa từng làm. Có thể vì các bạn mà từ một người có thể hướng nội và ít nói, người ta sẵn sàng vì các bạn mà nói nhiều hơn, thể hiện tình cảm với bạn nhiều hơn. Thì đây sẽ là một video dành cho các bạn nhé. Mình biết rằng khi các bạn tìm đến mình và giải quyết những vấn đề như thế này, hầu hết các bạn mắc phải một cái vấn đề, đấy chính là các bạn rất là vội vàng. Các bạn cứ nghĩ rằng ôi em học một cái khóa học này xong, hay là em tư vấn xong, là cái người kia người ta thay đổi ngay lập tức 180 độ hay không? Các bạn ạ, có những cái vấn đề là mình có thể học xong cái mình giải quyết được luôn, nhưng cũng có những cái vấn đề các bạn cần thời gian và cần sự thể hiện của các bạn, chứ không phải là mình mới học xong mình chưa có thể hiện được cái gì cả, nên là mong người ta thay đổi thì không đâu nhá. Hãy nhớ cho mình điều đấy. Điều quan trọng của các bạn khi mà đối phương không trả lời tin nhắn của các bạn ấy, đó là các bạn phải biết rằng cuộc sống của các bạn, cảm xúc của các bạn không vì cái người đàn ông đấy mà bị hủy hoại được. Bạn phải tập trung vào cuộc sống của mình, tập trung vào những cái thứ mà mình theo đuổi, mình đam mê ấy. Còn đàn ông, ok, mình coi trọng tình yêu, mình coi trọng anh ấy, nhưng không có nghĩa đấy là toàn bộ chiếm hết thời gian công sức của mình. Mà cái điều quan trọng hơn là gì? Điều quan trọng hơn là mình có thể hạnh phúc, hoặc tạm thời mình có thể chưa hạnh phúc, nhưng cuối cùng hạnh phúc là thuộc về mình. Một cô gái biết có cái tư duy như thế thì cô gái đấy sẽ luôn hạnh phúc và luôn luôn biết rằng mình sẽ phải tập trung cho cuộc sống của mình. Đàn ông có thể bây giờ quan tâm mình, cũng có thể lúc khác người ta không quan tâm mình, nhưng khi mà mình càng không vui, khi mình càng phải chờ đợi trong tuyệt vọng, thì các bạn đừng chờ đợi nữa. Hãy tập trung vào cuộc sống của mình đi, tập trung nâng cấp bản thân mình lên đi, tập trung tạo nên một cái giá trị gì đó cho cuộc đời đi. Đó, nói chung để cho mình tiến bộ lên đi. Chứ còn bây giờ các bạn nghĩ mà xem, ngồi đấy mà chờ đàn ông, chờ đợi trong vô vọng, xong rồi ngồi đấy cãi nhau, gây gổ với nhau, xong cuối cùng có được cái người đàn ông người ta nâng niu mình không? Người ta chăm sóc mình không? Cuối cùng bạn chẳng sai cái gì, nhưng mà lại nhận lại được câu nói của đàn ông là xem nhiều chuyện vậy, xem khó tính vậy, đúng không? Anh thấy anh chẳng có gì làm sai cả, anh thấy mọi thứ bình thường mà. Trong khi rõ ràng các bạn thấy không bình thường, rõ ràng các bạn thấy rằng anh ấy thờ ơ, anh ấy lạnh nhạt, anh ấy không quan tâm các bạn, thế mà anh ấy lại nói là bình thường. Thực ra các bạn phải đọc hiểu được cái thông điệp từ đàn ông. Người đàn ông người ta thấy bình thường bởi vì người ta không muốn. Đó, người ta thấy bình thường, người ta không liên hệ với bạn là bình thường bởi vì họ không muốn liên hệ với các bạn. Mình phải hiểu nó là như vậy. Vậy tại sao? Điều gì sẽ khiến đàn ông muốn liên hệ với bạn? Đó, một cô gái thông minh trong tình huống ấy phải biết là mình làm gì để anh ấy muốn liên hệ với mình. Anh ấy chỉ muốn liên hệ khi tìm đến bạn là tìm đến một cái nơi thoải mái. Đó, phải thoải mái người ta tìm đến, chứ còn tìm đến mà để gây gổ cãi nhau thì xin lỗi, họ chạy luôn. Bất kể nhá, trước đó họ từng thề non hẹn biển với bạn như thế nào, yêu các bạn bằng trời bằng biển, nhưng một khi không thoải mái, không muốn đến. Vì thế một cô gái thông minh sẽ phải biết biến mình trở thành một cái nơi á mà người đàn ông nào, đặc biệt người đàn ông mình yêu, cũng muốn đến đó. Thứ nhất, đến đó là không phải cãi nhau, mà chỉ có khái niệm giải quyết vấn đề thôi nhá. Nghĩa là mình không nói với các bạn là gạt vấn đề sang một bên, không, là vẫn giải quyết, vẫn nói chuyện. Nhiệm vụ của bạn là chia sẻ về tiêu chuẩn của mình khi một người đàn ông muốn lắng nghe, chứ không phải là khi đàn ông không muốn lắng nghe. Ví dụ khi họ đang không muốn trả lời với mình, xong thậm chí vừa trải qua một cuộc cãi nhau nảy lửa, thì tuyệt đối lúc đấy không nên nói cái gì cả, vì cả hai đều đang tâm trạng không vui, không thích. Các bạn chẳng bao giờ cãi nhau mà có được yêu thương à? Cãi nhau mà có được sự nhiệt tình à? Không, chỉ khiến cho người ta phải theo đuổi mình, người ta tiếc nuối mình, người ta si mê mình, thì người ta mới đồng nhiệt với mình thôi. Đó, vì thế trong tình huống như thế này, các bạn nhất định phải làm một cái nơi bình yên, ngọt ngào,
ấm áp mà lại là một cái nơi sẵn sàng để giải quyết vấn đề nữa, chứ không phải là trốn tránh vấn đề. Ví dụ vấn đề xảy ra, bạn thấy là cái ứng xử đó không đúng, không phù hợp. Việc cãi nhau là không nên, không cần thiết. Việc bốc đồng là không nên, không cần thiết. Cái điều quan trọng ở đây là bạn phải bình tĩnh, bình thản để tôn trọng cách sống của người ta và chia sẻ với người ta. Nói rằng anh ạ, trong tình yêu thì người phụ nữ thì luôn luôn mong chờ cái sự trân trọng của người đàn ông để mà sẽ được ứng xử như này như thế kia, là nói những cái điều bạn muốn. Còn những cái điều mà anh đang làm ấy, nó khiến cho phụ nữ có cảm giác là không được tôn trọng. Ví dụ như là khi em nhắn tin, anh có thể nói là ơi anh đang bận, anh sẽ trả lời em sau nhé. Nhưng không có nghĩa là anh để đó, xong rồi đến hôm sau anh mới trả lời. Đó, thì mình nói như vậy thôi, rồi sau đó mình có một cái niềm vui của một người đã giúp đỡ cho một người đàn ông biết cách ứng xử hơn. Rồi mình tập trung vào cuộc sống của mình, mình xem xét cái sự thay đổi của người đàn ông đấy, được không? Mình cứ tập trung vào cuộc sống của mình đi. Bởi vì anh này anh yêu mình thì mình cũng vẫn sống, mà anh không yêu mình cũng vẫn phải sống cơ mà. Vậy thì mình cứ sống cuộc sống của mình đi, và mình xem anh ấy thay đổi được đến đâu vì mình. Nghĩa là mình đã có tinh thần để giải quyết rồi, mà anh có thay đổi được vì em hay không, thì đó là cái lúc mà em phải nhìn xem cái nỗ lực của anh đến đâu. Anh đủ trân trọng em thì có em, mà không đủ trân trọng em thì anh sẽ mất em vào tay một người đàn ông tuyệt hơn. Đấy, là con gái phải có cái tư duy như thế, phải luôn luôn biết rằng mình luôn luôn xứng đáng với những điều tuyệt vời hơn. Và sở dĩ ngày hôm nay mình trọn vẹn và mình chung thủy với người đàn ông này bởi vì mình nghĩ rằng anh ấy là một người dành cho mình và biết trân trọng mình. Còn nếu như anh không đủ trân trọng và đến một ngày em quá chán và quá mệt mỏi thì anh sẽ phải dành em cho một cái người đàn ông biết yêu thương hơn rồi, ấm áp hơn rồi, đúng không? Đó, chứ không phải là bây giờ bỏ thì không bỏ được, yêu thì yêu nhiều lắm nhưng mà cứ ngồi đấy suốt ngày cãi nhau hậm hực. Thì nếu như anh ấy thấy rằng ở bên bạn là khó chịu, ở bên bạn là không vui thì không đời nào người ta ở bên cạnh mình hết. Các bạn ạ, đó là một sự thật ấy. Bản năng thì ai cũng sẽ hậm hực khó chịu khi mọi thứ không như ý rồi, cãi nhau khi mọi thứ không như ý rồi. Nhưng mà cái bản lĩnh ở đây là gì? Một, giải quyết vấn đề. Hai, nhìn sự thay đổi của người đàn ông. Mình có niềm vui của một người góp ý, giúp đỡ người ta rồi. Còn thay đổi hay không là quyền của anh. Mình đã nói rồi, như thế là không tôn trọng em mà anh cứ tiếp tục không tôn trọng em nữa thì anh sẽ không có em. Đúng không? Đó, cho nên là cái đỉnh cao ở đây chính là sự bình thản để đối mặt với vấn đề, bình thản để tiếp tục bước đi trên con đường của mình và để anh ấy phải đi theo mình, không phải ngồi đấy suốt ngày chờ đợi tin nhắn. Bởi vì mình nói thật, trong rất nhiều những bạn tìm đến mình cứ ngồi đấy chờ tin nhắn, không được nhắn như ý mình thì chửi bới, cáu gắt khó chịu. Nhưng mà cuối cùng là các bạn được cái gì? Không được cái gì cả. Người đàn ông không vì các bạn cáu gắt mà biết nói những lời yêu thương, không vì các bạn cáu gắt mà nhiệt tình trong việc nhắn tin với các bạn. Thế nên đừng làm những công việc dại dột đấy. Và nếu như các bạn đang bị đàn ông lạnh nhạt thờ ơ thì đừng quên mình có một khóa học có tên là lộ trình khiến người ấy hết lạnh nhạt vô tâm. Khóa học sẽ đưa các bạn đi từng bước để mình giải quyết vấn đề như thế nào, thể hiện giá trị ra sao, để người ta thấy mình cao giá, mình cuốn hút và người ta có cảm xúc trở lại, thậm chí thăng hoa dành cho các bạn. Để tham gia khóa học lộ trình khiến người hết lạnh nhạt vô tâm, hãy lên Google gõ toàn nguyễnhạnhphúc.vn, sẽ ra cái trang của mình kéo xuống tìm khóa học lộ trình khiến người hết lạnh nhạt vô tâm nhé. Còn bây giờ thì xin chào và hẹn gặp lại.